bố là không thấy sao nhỉ? Mẹ yên tâm, con gái rượu khác sang bây giờ, làm sao phải ngóng. Thì hôm nào em nó cũng sang, hôm nay chưa thấy sang thì tao mới ngóng chứ. Hay là vợ chồng nó lại múc nhau rồi? Ngày sát vách thế này, múc khác biết ới, mẹ không phải lo. Người ta vẫn bảo, có con mà lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Thế mà từ ngày lấy chồng đến giờ, chả thấy bát nào, toàn thấy sang khuân. Nó là con tao, cũng là em mày. Mày lại tiếc rẻ chứ gì? Con có tiếc gì đâu, trêu mẹ một chút đấy mà. Em nó lấy chồng gần đây, thi thoảng anh em gặp nhau cũng vui. Chứ lấy chồng xa thì... Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Nhớ đây. Con biết rồi. Mẹ ơi, bố nhà chị chứ, sao giờ mới sang? Con vừa đi chợ về. Đây, con mua cho mẹ quả cam. Mày mua cho mẹ quả cam, tí nữa lại cầm quả bưởi về thì còn nói chuyện gì? Mà mẹ bảo mày sang chơi với mẹ là mẹ vui rồi, đừng có mua quả bánh, không đến lúc thằng Ngao nó biết nó lại nói cho. Mẹ yên tâm, không sao đâu. Cứ cẩn thận vào, không đến lúc có sao thì lại khổ. Ra kia mẹ bảo, đi, mẹ có cái này. Đây á, mẹ có con gà trống vừa mới dậy thì xong, và ít gạo chín thơm mới đong bên làng đoài. Mày cầm về nấu mà nhai. Này. Tưởng gạo tám thơm chứ, làm gì có gạo chín thơm. Nấu chín thì nó mới thơm. Mày cứ thử nhai sống xem có thơm không. Ngon đáo đẻ. Thế con xin nhá. Đút vào bì không chị Hến nhìn thấy là mệt lắm. Nào ông chui vào đây. Trời ơi. Con về đây. Ôi trời ơi. Chị Hến đi làm về đấy à? Cô ốc đấy à? Ở lại chơi cái đã. Sao về sớm thế? Mà đi chợ về hay sao mà tay xách nách mang thế này? Dạ. Cô bạn thì cứ về đi. Mua bán cái gì mà lắm thế? Mua đâu, mẹ em cho đấy. Ngon đấy. Vậy thì ngày cứ sang 3-4 lần vào, rồi mang chiến lợi phẩm về đây. Gà ơi, mày ở đâu mày về đây với bà? Bà nuôi chứ bà không ăn. Gà ơi, gà ơi. Này, vào thịt đi, không bà Hến sang đòi lại mất ăn bây giờ. Nhanh. Gà ơi, gà qué gì mà gào ẩm lên thế hả Hên? Mẹ đấy à, con có con gà trống nuôi mãi cho nó lớn để đấu thầu cái bọn gà mái ở vườn này mà giờ chả thấy đâu. Vừa nãy mẹ bắt mẹ cho con ốc rồi. Mẹ ơi, cô ấy có gia đình rồi, cũng đi làm, sao
có cái gì là mẹ lại mang cho cô ấy thế? Mày ích kỷ nhỏ nhen nó vừa thôi nhá. Làm anh làm chị thì sống cho nó quảng đại lên. Có con gà thôi chứ to tát gì. Có con gà? Con gà nó có từ trên trời rơi xuống đâu. Con cũng phải chăm bấm cả năm trời mới được đấy chứ. Ăn cây táo lại rào cây sung. Từ bố nhà mày, tao được ăn quả táo nào của vợ chồng nhà mày? Nói liên thả liên thương. Có chuyện gì thế nhỉ? Mẹ cha cái quân nợ đời nợ kiếp này, mày bắt tao à? Con rể của mẹ quý hóa quá, nghe sát vách, tha hồ mà nghe hát hay. Mày đừng có xỏ xiên nhá. Mày về làm dâu nhà tao, nói phải nghe, đè phải chịu, đừng có núng nịu nhớ chưa. Ôi giời ơi, mẹ cha cái thằng ngao. Tao sang mày không yên thân đâu. Mẹ cha cái thằng này, biết nhà mẹ vợ ngay đây mà cũng không nể mồm. Quả hệ tao sang thì mày biết tay. Ốc ơi, làm sao con khóc? Con khóc vì điều gì? Anh Ngao mắng con, anh Ngao múc con. Thằng dở đầy dở đọa kia, có chuyện gì thì nhỏ nhẹ mà bảo nhau. Nhà tao ngay đây, hơi tí mày vác mồm chửi bới rồi đánh đập nó thế à? Láo thì con phải dạy. Mày vuốt mặt thì cũng phải nể mũi nhá. Xa xôi thì chẳng biết đấy là đâu, nhưng gần gặn lời nói cũng phải chọn câu chọn từ. Lần sau còn thế thì ăn như thì xương. Thế để lần sau con chửi thầm vậy. Bố nhà mày lại con là chửi thầm à? Hả? Chị à, mẹ còn rất rông nữa. Chị ơi, mẹ có nhà không? Cô Ốc đây à, hôm nay không còn gạo còn gà nữa đâu.